Bà Lý Thị Hằng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn có mẹ là bà Đoàn Thị Chính, năm nay hơn 80 tuổi, đang nằm điều trị tại khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Do bị tăng huyết áp và tim mạch, bà Hằng cho biết, sau một tuần điều trị, được các bác sĩ chăm sóc, đến nay sức khỏe của mẹ bà đã ổn định. Bà nhà tôi mấy hôm nay thời tiết rét quá, thế là hơi bệnh huyết áp, tăng huyết áp, xong là bệnh tim mạch, hơi khó thở, thế từ hôm mang vào viện được 3-4 ngày, bây giờ bệnh tình nó khá lên nhiều. Theo các bác sĩ, từ đầu tháng 12 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân lớn tuổi bị tăng huyết áp. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ, trong những ngày rét đậm, bệnh viện tiếp nhận trên 40 trẻ một ngày, tăng gần 40% so với ngày thường, chủ yếu là các bệnh lý như hô hấp, viêm mũi họng, viêm phổi. Dự báo thời tiết rét đậm sẽ còn diễn ra trong thời gian tới, số bệnh nhân có thể tiếp tục tăng. Vì vậy, bệnh viện đã chủ động sắp xếp các buồng bệnh hợp lý. Các bác sĩ tăng cường tư vấn hướng dẫn cho bệnh nhân, người nhà về cách phòng tránh bệnh và đưa ra những lời khuyên cần thiết. Trong những thời tiết mùa đông này, thì các bệnh nhân có tuổi, cố gắng trước khi ngủ dậy thì chúng ta làm ấm cơ thể trước khi ra khỏi giường. Đặc biệt là phải nhớ uống thuốc đầy đủ. Đặc biệt, các bác sĩ khuyến cáo đối với trẻ em khi bị bệnh, cần đưa đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không tự ý điều trị bằng kháng sinh tại nhà.